Dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, cũng như nhiều ngôi trường khác trên cả nước, trường Mầm non Hoa Hồng ở thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước tạm nghỉ đón trẻ từ nhiều ngày qua. Đặc biệt trong những ngày nghỉ, những giáo viên mầm non tại đây đã cùng các bạn đoàn viên trên địa bàn phường Tân Bình cùng nhau thực hiện hoạt động đầy ý nghĩa, đó là làm thêm những bồn rửa tay để cho các bé sử dụng khi hết thời gian nghỉ vì dịch COVID-19. Những chiếc bồn rửa tay này khá dễ thương vì được tái chế từ các vỏ xe ô tô đã qua sử dụng. Đã có 15 bồn rửa tay ra đời. Hiện chưa có thông báo chính thức về thời gian trẻ mẫu giáo quay lại trường học, nhưng công tác dọn dẹp vệ sinh tại các trường học vẫn được duy trì thực hiện đều đặn hàng tuần, đảm bảo môi trường học tập luôn sạch sẽ, thoáng mát. Trường luôn chủ động các biện pháp, vật dụng và phương tiện hỗ trợ cho phòng chống dịch COVID-19. Đối với trường mầm non đó, thì cái công tác mà vệ sinh cho các bé là rất là quan trọng. Và nhà trường cũng có ý định là làm từ lâu rồi. Thực tế nếu mà nhà trường mà khi mà mua những cái bồn nước mà bằng sứ á, thì nó rất là đắt. Nhưng mà khi mà làm được những cái vật liệu tái chế này á, thì thứ nhất đó là giảm thiểu được rác thải, tuyên truyền đến phụ huynh cũng như các em học sinh là về cái mà mình sử dụng là các cái vật liệu rác thải để mình tái chế, mình sử dụng. Ngoài bồn rửa tay bằng vật liệu tái chế, tại khu vực rửa tay còn được lắp bảng tuyên truyền bằng hình ảnh về cách rửa tay đúng cách cùng xà phòng rửa tay. Đây là các công trình thanh niên á, mà đoàn phường Tân Bình và chi đoàn trường Hoa Hồng phối hợp làm nhằm mang đến cho các em học sinh khi đến trường có những cái bồn rửa tay để bảo vệ sức khỏe. Và trong thời gian tới, đoàn của chúng tôi cũng muốn nhân rộng đến các đoàn trường học khác trong cái mùa dịch COVID-19. Khi những hình ảnh về các bồn rửa tay này được đăng tải trên mạng xã hội, đã có nhiều giáo viên các trường mầm non, tiểu học trên địa bàn thành phố Đồng Xoài cũng đã quan tâm và mong muốn được hỗ trợ hướng dẫn thực hiện.